Ấn Quang Đại Sư khai thị tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai ở Thượng Hải năm 1936. Nguyên văn: Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tai Pháp Ngữ. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Liên Hương. Giảo Chánh và Nhuận Sắc: Tịnh Nghiệp Hành Nhân, Minh Tiến và Huệ Trang. Duyên khởi. Nhân đọc được cuốn sách nhỏ này vào năm 2002, chúng tôi thật cảm kích trước tấm lòng ưu thời mẫn thế từ bi vô lượng của Tổ Ấn Quang, nên đã gắng gượng chuyển ngữ sang tiếng Việt vào tháng 4 năm 2003 như một món quà nhỏ dành riêng cho Liên Hữu Vạn Từ. Ngõ hầu đáp tạ những khuyến tấn chí tình của anh dành cho mạc nhân trên những bước chập chững, uống mật gấu, bon chen chuyển ngữ những tác phẩm tịnh độ, vì lòng tham pháp, tiếc pháp. Nguyên bản mạc nhân sử dụng khi ấy là ấn bản của Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội. Trong tháng 10 năm 2006, qua một lần điện đàm cùng Pháp Sư Ngộ Sanh, Sư Cô cho biết Pháp Sư Ngộ Hạnh đang giảng tác phẩm này, và Sư Cô có nhã ý muốn in bản dịch này thành sách, đồng thời gửi tặng ấn bản mới nhất do Đài Nam Tịnh Tông Học Hội ấn hành. Nhân đó, mặc nhân so sánh hai ấn bản, nhận thấy tuy hai ấn bản có những chỗ đại đồng tiểu dị, nhưng lời văn trong bản Đài Nam Tịnh Tông Học Hội gọn gàng hơn, tinh xác hơn, văn phong cũng gần gũi với cách viết trong Ấn Quang Văn Sao hơn, nên mạc nhân đã sửa lại bản dịch cũ cho khớp với bản Đài Nam Tịnh Tông Học Hội, với hy vọng bản dịch này sẽ là phần tham khảo cho băng giảng của Pháp Sư Ngộ Hạnh, đồng thời sửa lỗi chính tả, đính chính những sai sót, cũng như diễn nôm một số thuật ngữ Hán Việt không thông dụng và thêm một số chú thích theo lời dạy của Pháp Sư Ngộ Sanh. Một hai đoạn bị lược bỏ trong ấn bản của Đài Nam Tịnh Tông Học Hội, nhưng theo ngu ý là rất quan trọng, thì chúng tôi vẫn giữ nguyên theo ấn bản của Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội. Chúng tôi cũng tự tiện đưa thêm vào phần phụ lục bài văn khuyên phóng sanh của Đại Sư trích từ bộ Ấn Quang Tăng Quảng Chánh Biên Văn Sao, nhằm bổ sung ý nghĩa lời giảng của Đại Sư trong 3 ngày đầu tiên của Pháp Hội. Ngưỡng mong tập sách dịch vụng về thô thiển này sẽ đem lại đôi chút lợi ích nhỏ nhoi cho những sơ cơ tịnh nghiệp hành nhân như chúng tôi. Trân trọng cảm tạ các đạo hữu Minh Tiến và Huệ Trang đã dành nhiều công sức giảo duyệt bản dịch này. Nếu việc làm tùy tiện táo tợn này có chút phần công đức nào, đều xin hồi hướng về lịch đại phụ mẫu sư trưởng, hiện tiền phụ mẫu sư trưởng, cừu gia oán đối và các liên hữu cùng pháp giới chúng sanh đều được hội ngộ nơi cõi cực lạc thanh lương. Ngày mồng 1 tháng 11 năm 2006, Bửu Quang Tự đệ tử Liên Hương kính ghi. Lời tựa tự đề. Ấn Quang tôi là một ông tăng phàm tục ở Tây Tần, chỉ biết đến cơm cháo, trăm sự không làm được điều gì. Tốt nghiệp sâu nặng đến nỗi trời phải quở trách. Tổ Ấn Quang quê ở Thiểm Tây. Tỉnh Thiểm Tây thuộc lãnh thổ cũ của đất Tần, thời Xuân Thu Chiến Quốc, nên Thiểm Tây còn được gọi là Tây Tần. Mới sanh được 6 tháng đã mắc bệnh mắt. Trong suốt 180 ngày không mở nổi mắt, ngoài trừ lúc ăn ngủ ra, thường khóc suốt ngày đêm. Nhờ thiện lực xưa, may còn được thấy ánh mặt trời, cũng may mắn lắm.
đến tuổi thiếu niên đọc sách, lại bị hãm vào vực xoáy bán Phật của Trình Chu Âu Hàn. Nguyên văn Thành Đồng, theo từ điển Từ Hải, từ 13 tuổi trở lên, 17 tuổi trở xuống thì gọi là Thành Đồng. Trình Chu Âu Hàn là Trình Y Xuyên, Chu Hy, Âu Dương Tu, Hàn Vũ, những nhà Tống Nho cực lực bài xích đạo Phật. Người bài bác đạo Phật nặng nề nhất là họ Trình và họ Chu. Từ đấy, hằng ngày chuyên chí bác Phật, nghiệp tướng lại hiện, bệnh tật triền miên. Tận lực nghĩ ngợi, suy xét cặn kẽ mới biết lỗi đó. Năm 21 tuổi xuất gia làm tăng, nhân thấy tăng chúng có kẻ chẳng như pháp, nên phát nguyện chẳng trụ trì chùa miếu, chẳng thâu đồ đệ, chẳng hóa duyên. Hóa duyên là kêu gọi tín đồ đóng góp cúng dường, chẳng cùng ai kết xã lập hội. Hơn 50 năm chẳng đổi chí ban đầu, sống lẫn quất gần Ngô Môn. Nguyên văn là Hoạt Mai, tức chôn sống. Ý tổ nói sống mà ẩn dật như người đã chết rồi, ở đây chúng tôi chỉ dịch gọn là lẫn quất. Đầu tháng 9, Lý Sự Trưởng, Hội trưởng Hội Phật Giáo Trung Quốc là Pháp Sư Viên Anh, các vị lãnh tụ của Bồ Đề Học Hội như cư sĩ Khuất Văn Lục vân vân, thấy quan tuổi cao, ngỡ tôi có chút tâm đắc. Nào hay tôi chỉ biết húp cháo nuốt cơm, họ thỉnh tôi khi Pháp Hội Tức Tai Hộ Quốc khai mạc sẽ đến đất Hổ diễn thuyết. Ở vùng Thượng Hải có con sông lớn tên là Hổ Độc Giang, nên tàu hay gọi Thượng Hải là đất Hổ. Cố từ chẳng được, chỉ đành đem điều mình hiểu biết lầm lạc bù đắp sự lầm lạc. Ở đây đại sư ý muốn dùng câu tương thác tự thác của ông Vô Vi Tử, tức Tống Dương Kiệt, ngụ ý rằng khi chưa triệt chứng Phật tánh thì cầu sanh tịnh độ vẫn là lầm lạc, nhưng phải dùng cái lầm lạc đó để tạo cơ hội dứt trừ cái lầm lạc trong đường sanh tử. Đến kỳ, mỗi ngày ông Đặng Huệ Tải và 2-3 vị cư sĩ ở Vô Tích đều dùng máy thu âm thu lại, nghe băng chép ra, mang đến xin tôi giám định để ấn hành. Bản sao lục này so với lời giảng có vài điểm sai khác đôi chút, nhưng bản sao của ông Đặng chép chữ to nên tôi dựa theo đó sửa đổi, tóm tắt lại. Cảo bản này, cảo bản tức bản nháp, ở đây tổ dùng với ý nghĩa lời giảng giải của ngài thô sơ, thiếu sót, không hoàn chỉnh. Cảo bản này bậc thông huệ chẳng cần xem đến, còn ai ngu độn như Ấn Quang tôi mà lại muốn ngay trong đời này kết liễu đại sự sanh tử và muốn trị tâm, trị thân, trị gia, trị quốc, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, xem đến bản cảo này, hoại chăng có điều bổ ích vậy. Trọng Đông năm Bính Tý, Dân Quốc 25, Dương Lịch năm 1936, Thích Ấn Quang Đề. Lời tựa cho tác phẩm Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Lục. Đây là lời tựa của Phật giáo Tịnh Nghiệp Xã, được in trong ấn bản của Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội. Lời tựa này không thấy in trong ấn bản của Đài Nam Tịnh Tông Học Hội. Thế gian biến loạn do đâu? Nói gọn một lời, do tâm tham sân si của chúng sanh tạo nên mà thôi. Tâm tham thuận theo sự hưởng thụ vật chất càng tăng trưởng mãnh liệt.
hễ có chút gì chẳng toại ý, liền ganh đua ngay. Nếu vẫn chẳng toại ý, liền có công kích, chiếm đoạt, đấu đá, khiến cho tử vong tai nạn đi theo. Bởi đó, dịch lệ đói kém theo đó xảy ra, hết thảy tai họa theo đó phát khởi, lửa sân hừng hực, cả thế giới cháy sạch thành tro. Chỉ mình Đức Như Lai ta xiển dương sự thật khổ không, để trị lòng tham của chúng sanh. Hoằng dương tông chỉ từ bi, để trị lòng sân của chúng sanh. Ngài lại dạy pháp môn tịnh độ, để chỉ dạy chúng sanh con đường lìa khổ hưởng vui, phương tiện vượt ngang ra khỏi tam giới. Là Phật tử, tin vào thể tánh bình đẳng của pháp giới, hiểu rõ tướng trạng nhân quả khổ vui, biết công dụng tự tha, tức ta người, cảm ứng, khởi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Ngày nào nỗi khổ của chúng sanh chưa trừ, thì ngày đó trách nhiệm của kẻ thất phu chưa tận. Nên trong ngày ấy, các sự nghiệp thỉnh pháp, tùy học, sám hối, cúng dường, chưa thể ngưng nghỉ được. Tông chỉ kiến lập pháp hội hộ quốc tức tai của Bồ Đề học hội và các hội viên đã giống như thế, mà lão pháp sư Ấn Quang phó hội diễn thuyết cũng do bổn hoài ấy. Đạo lý hộ quốc tức tai nào phải cầu nơi khác đâu. Nếu ai nấy chẳng làm các điều ác, thì những sự tổn hại chúng sanh đều sẽ chẳng ai làm. Tham sân chẳng đủ để tạo thành tai họa vậy. Ai nấy có thể vâng làm các điều thiện, thì hết thảy những việc lợi ích chúng sanh không gì là chẳng làm. Quốc gia ác đạt đến cảnh bình trị vậy. Ai nấy có thể tu hành tịnh độ, thì sẽ tự tịnh ý mình. Một niệm niệm Phật, thì một niệm tương ứng với bi tâm của Đức Di Đà. Niệm 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 Phật, thì niệm niệm tương ứng với bi tâm của Đức Di Đà. Tịnh niệm tiếp nối, tham sân tự trừ. Nếu thật sự được như thế, thì Sa Bà chính là tịnh độ, còn lo chi cõi nước chẳng yên, tai nạn chẳng dứt nữa ư. Yếu nghĩa trong những lời khai thị nhiều phen của đại sư chẳng ngoài điểm này. Nguyện ai đọc đến cuốn ngữ lục này sẽ tin nhận, vâng làm theo. Đọc rồi mới biết trong đạo lý hộ quốc tức tai, hễ buông bỏ pháp môn tịnh độ thì còn pháp nào thích hợp nữa. Mùa đông năm Bính Tý, Phật giáo tịnh nghiệp xã kính đề tựa. Triệt ngộ đại sư khai thị. Một là tin, hễ có sanh, ắt có tử. Khắp cả thiên hạ từ xưa đến nay chưa hề có ai tránh khỏi. Hai là tin nhân mạng vô thường. Hơi thở ra tuy còn, hơi thở hít vào khó giữ. Một hơi thở hít chẳng vào, thì đã thành đời sau. Ba là tin đường luân hồi hiểm trở. Một niệm lầm lạc liền đọa nẻo ác. Được thân người như đất động trên móng tay, mất thân người như đất trong đại địa. Bốn là tin nẻo khổ dài lâu. Một phen chịu báo trong tam đồ, là cả 5000 kiếp biết khi nào mới ló đầu ra nổi. Năm là tin lời Phật chẳng hư dối. Vầng mặt trời mặt trăng đây làm cho còn rơi rụng được, núi chúa diệu cao còn làm cho khuynh động được, chứ lời chư Phật chẳng hề sai khác. Sáu là tinh thật có tịnh độ giống hệt như Sa Bà hiện tại, hiện hữu rành rành. Bảy là tính nguyện liền sanh, nay mình đã nguyện thì nay mình sẽ sanh, kinh đã giảng rõ, nào dối ta đâu. Tám là tin vãng sanh rồi sẽ chẳng thoái, cảnh thù thắng, duyên mạnh mẽ, tâm thoái chuyển chẳng khởi.
chính là tin một đời thành Phật, thọ mạng vô lượng, việc gì chẳng xong. 10 là tin pháp vốn duy tâm. Duy tâm có hai nghĩa, là cụ, tức có đủ tất cả, và tạo, tức tạo ra tất cả. Các pháp vừa nói như trên, tâm ta sẵn đủ, đều do tâm ta tạo ra. Do tin lời Phật thì tạo thành bốn pháp sau, tức là từ điều thứ 5 đến điều thứ 8. Chẳng tin lời Phật chỉ tạo ra bốn điều trước, tức điều thứ nhất đến điều thứ 4. Vì thế tin sâu lời Phật là tin sâu tự tâm. Tu tịnh nghiệp đầy đủ 10 thứ tính tâm này thì sanh về lạc độ như đưa bằng khoáng lấy về vật xưa, nào khó khăn gì. Tháng 7 năm Giáp Tý, Nột Đường Đạo Nhân viết: